Rồi hôm nay lớp mình để cô đếm thử coi được mấy em nha. Hai năm em, năm em hôm nay là tụi em sẽ xin mời là bắt buộc học xong phải ăn cho hết nha. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em đầu tiên là cái món cơm rang muối, cơm rang muối ớt nha. Thì ở đây là nguyên liệu của cô sẽ có 1 kg tôm. Tôm này là mình sẽ em nào bỏ đuôi của cô vậy, đây của cô tôm này. Thì mình sẽ lột vỏ rồi xong mình lấy cái tâm mình xiên, mình lấy cái phần chỉ đen ra rút chỉ nó rồi ha. Thì ở đây cô rửa qua chanh muối, rửa qua chanh muối để chia cho cái con tôm nó trong, nó trong và nó dai nữa ha, nó không có còn mùi tanh ha. Rồi với lại là cái nguyên liệu của nó là gồm có nè, ở đây là ớt, bột ớt, bột ớt, và ở đây là muối, muối rang, muối rang. Muối rang thì có thể là tụi em ra mua muối rang trắng thôi, hoặc là có thể là tụi em cho ít tiêu vô cũng được, mình sẽ cho tiêu vô nó thơm thôi chứ không có gì ha. Với lại là hai trứng gà, với lại đây là bánh phồng tôm để mình tạo cho cái bọt trắng của mình, là gọi là muối đó ha, là muối. Rồi cái món kế tiếp là cô sẽ hướng dẫn cho tụi em cái bún riêu cua. Bún riêu cua thì tụi em ở nhà cũng nghĩ là chắc nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì, nhưng mọi người sẽ có cách làm ngon và riêng ha, không có ai sẽ làm giống ai. Thì nguyên liệu của nó là cô sẽ có cái phần xương gà, thì cô sẽ làm để làm nước dùng, nước dùng cho mình cho nó ngọt. Rồi cái tiếp là ở đây là cô sẽ có bò viên, chả này chả quế, quýt. Rồi đây là cua, phần thịt cua thì cô đã lược hết rồi ha, tôi lược cái phần thịt cua ở đây là một nửa ký lô cua, thì mình lược cho nó tương đương với lại 10 tô. Ví dụ như tụi em thích cái phần cua nhiều thì có thể là mình tăng lên, cái đó là nhiều. Mình nấu ăn thì do cái bản thân mình thích nhiều hay ít thôi ha, còn nó chuẩn nó thì khoảng nhiêu là được rồi ha. Là mình có thể là kinh doanh luôn cũng được, thì đừng có cho nhiều cua quá. Rồi với lại là đường phèn nè, tôm khô để mình kèm thêm cho cái phần này. Rồi cô sẽ hướng dẫn cho em là ướp cái phần tôm nè. Em cho cô cái tô đi. Bột ngọt nha, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê hạt nêm nhỏ thôi, muỗng cà phê tiêu, một muỗng tiêu, phần hai muỗng cà phê tiêu. Rồi thì em lấy cái đũa thì em trộn đều cho cô đi, mình trộn nó đều lên rồi mình đem đi chiên cho nó giòn đó nha. Rồi, mình trộn đều tí xíu đi, rồi bắt đầu là mình sẽ cho cái trứng vô, mình tẩm bột cho mình sẽ chiên liền ha. Còn cái này mình sẽ có một ít bột bắp, bột bắp hoặc là bột chiên giòn cũng được, khi thì em tẩm vô rồi cũng được chiên giòn cái phần đó. Rồi cái này em để đây đi. Cái tiếp là cái món bún riêu, thì ở đây cô được nước xong rồi thì mình sẽ sử dụng trứng vịt, thay vì tụi em sẽ đặt trứng ở phía ngoài để tụi em vợt lấy cái riêu của con cua ở trên á, nhưng mà cô thì cô sẽ cho trực tiếp vào nồi luôn. Cô em cho cùng cái tô đi ha. Ở đây thì 10 phần mình sẽ cho khoảng 4 cái trứng ha, cho cùng cái tô mình đập nó ra. Rồi đánh cho nó đều lên đi. Rồi đánh cho nó tơi trứng nó lên. Rồi đánh cho nó đều, em cho nó vô cái nồi này cho cô. Đánh cho nó đều, nó tan cái phần tròn trắng ra nó đều hết. Rồi ở đây là hành lá với ngò gí với lại ngò gai của sắc nhuyễn ha. Mình sẽ cho vô đây để lát nữa mình vợt lấy cái thịt cua lên nó sẽ ngon ha, thơm. Tiêu nè, khoảng một muỗng cà phê tiêu vô. Ở đây thì tụi em cũng nêm gia vị cho nó đậm đà, để lát nữa mình vớt cái thịt cua lên nó ngon ha, nó đậm đà.
cho khoảng một muỗng canh bột ngọt, một muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh muối. Rồi em quậy cho nó đều lên, cái này mình sẽ bắt lên bếp, mình nấu cho cái thịt cua nó sôi lên, là mình vớt bọt nó, mình vớt cái thịt nó lên ha. Cái này là mình không cần hấp nữa, rồi mình có cái về cua mình trực tiếp mình ăn luôn. Rồi bắt lên quậy đều luôn con. Rồi cái này thì khi mà em cho gia vị vô là mình sẽ đặt cái phần trứng mình cho vô, mình chọn đều chiên cơm liền luôn ha. Thì em cho bắt cái chảo lên chiên dầu, chiên cho dầu vô chiên lớp nó nhỏ luôn. Rồi đánh lên đi. Khi mà mình ướp cái phần tôm này rồi, nếu mà mình ướp nhanh á, mình ướp mình làm liền thì mình không cần cho nó ra nước, nhưng mà mình ướp mà mình để nó hơi lâu thì em sẽ chắc nước nó ra lại. Vì mình ướp cái tôm nó thường hay ra nước nha. Em là học viên mới, mốt đi sớm tí xíu em. Bình thường là 6:30 mình sẽ bắt đầu học ha. Rồi mình cho em, cho cái phần trứng đó chưa? Rồi. Rồi trộn nó đều lên đi. Mình cho khoảng ở đây 1 kg tôm, mình khoảng 4 muỗng canh bột chiên giòn hoặc là bột lọc cũng được ha. Thì ở đây mình có bột chiên giòn thì mình cứ sử dụng bột chiên giòn ha. Em cảm thấy nó vừa sôi thì mình sẽ ngưng quậy ha. Rồi mình sẽ chuẩn bị em có cái rổ rồi phải không? Dạ. Mình sẽ chuẩn bị một cái cái rổ nữa để mình khi mà mình giật cái tôm nha, là mình sẽ giật cái cua thịt cua này. Đó vậy đi cô. Lâu quần ở bên đây nữa đó. Cần nổi thịt cua đó ha. Cần nổi nè. Cho nó sôi lên. Lên tim tim rồi. Ôi cái này cũng sắp xong rồi, anh kẹp nó lên tim rồi. Ôi mình nhớ cái đâu cô? Đây, cô chuẩn bị sẵn rồi, dạ. Em sẽ cho nó qua đây nha. Bây giờ nó vừa bừng cái phần đó, là cái thịt nó vừa được bung lên là em cho nó qua đây được rồi. Để em cho nó lên từ từ. Nó nổi lên từ từ. Như bắt phòng tôm là phải nhiều dầu đó con. Đúng rồi em, rồi được rồi đó em, tôi nhúng cái đôi đũa vào. Coi nó trong lên chưa? Nó lên tim rồi mà. Nhưng mà em nhúng cái gì cái bắt đầu nó sôi theo đôi đũa là phải được ha. Chưa
chưa lên. Ê kệ nó lên được nè, để tôi chưa lên chút nó lên. Nó lên bọt quá. Để làm như vậy để cho cái phần bọt nó ở trên thì mình vớt cái bọt trắng thôi nha. Chứ mình đừng nhiên cứ vớt cái phần thịt nó nha. Tại vì cái bọt trắng này là cái chồng trắng trứng với lại cái phần cái bọt của cua. Hồi mình sẽ vớt cái phần trắng ở trên thôi. Nhiều dầu quá ha, tại nãy em đổ nhiều dầu quá. Đừng có nóng rồi nhìn nó. Đừng nhìn nó. Nhìn nóng cỡ lắm chứ nóng. Lâu sôi thiệt ta. Rồi đây này, mình sẽ bớt lần cái phần này nè. Mình đi cái hông ngồi nè. Em đừng có đi trên cái phần trong cái lỗ. Nhưng mà mình đi xếp cái hông ngồi. Bớt đi. Ngồi cái bọt trắng nữa thôi. Ồ, nổi rồi. Không được. Bánh nổi lên chưa? Rồi vậy là em cho bánh kia vô được rồi đó. Cho bánh kia vô. Cho đại ngựa gì đi. Rồi em sẽ chuẩn bị cái gì em dựng nha. Bớt lửa đi em, hạ lửa thì hạ vừa vừa thôi. Rồi đằng đó là mình vớt cái bọt này, vớt cái bọt trên đó, đúng rồi. Rồi mình để cho nó sôi khoảng 5 phút cho cái thịt cua nó thật là chín nha. Thì nó càng chín thì nó mới dai nha. Chứ mình thấy nó vừa sôi lên thì mình vớt thì nó sẽ không dai. Giòn lên luôn đi em, lát nữa em đập nó ra nó dễ nha bạn. Khi mà thấy tôm nó như nó vàng ra là em vớt ra liền nha. Em sẽ để cái gỗ này lên trên đi, tại vì hai đứa làm một lượt thì mình phải để cái gỗ này trả cái giá dục chưa của em. Thì có người người ta sẽ hấp đi, nhưng mà cô thì cũng không có thích đánh cái trứng vô hấp nha. Vì nếu mà mình bán thì có thể là mình hấp để cho màu sắc này.
thì mình không cần cái nắp này. Nhà mình là đã ngon rồi. Thấy đấy, giả lắm mà cái nước cốt của người ta hết. Sống trứng. Cái nước cốt là gì vậy? Thịt bằm. Cái đó là người ta tùy người ta thích thôi. Rồi bây giờ em lấy hai phần này em đè cái phần này. Chắc cứ nước ra không rồi, không phải cho nó dễ cái thịt này ha. Cái đũa gắt bỏ vô. Đừng đũa kìa. Cẩn thận nha em, nhẹ tay nha. Nhẹ từ nha. Ừ, cái này cái gì vậy? Xương gà đen đen, cái đen đen nè. Thổi hả? Quyết bỏ vô luôn không con? Quyết thì lát xăng nha. Rồi cho cái tôi cái chén tôm khô vô giùm cô luôn. Rồi cho vô. Cái nó khoảng 100g đó. Tôm vàng đi được chứ không thôi. Tôm nó vừa vàng thôi, đừng cho nó cháy quá nha em. Tại vì con tôm nó nhảy chín lắm, đúng rồi, bớt nó ra đi. Rồi, vàng vàng đừng có nhảy nặng. Rồi, mở lửa lớn rồi nha. Rồi, cho cái thằng nước cua nó vô lại. Rồi. Cô cái phần muối, muối gan đi em.
Dầu đổ nước đi, nó bực tới nhà luôn.
vô đây cho cô đường. Còn muỗng canh đường. Rồi. Một muỗng canh nước mắm. Vì mình cho cái mắm tôm thì là em biết để gì. Em làm cái nước mình đậm đặc hơn. Tại vì nếu mà mình nấu mình không để thì lát nữa mình không nghe được cái mùi riêu. À, mình chỉ nghe cái mùi cua thôi chứ mình không có nghe được mùi riêu. Đúng rồi. Quét cái quậy đều quét bọt rồi cái đi. Cái bá lớn luôn lát mình sẽ trang cái phần quá luôn. Quậy đường á. Ừ, quậy cho nhiều. Sẽ đi lại, mình ra đầu hẻm mình bán luôn. Rồi sau cùng mình xong em sẽ cho phần này vô nè. Mình nấu nhiều quá, để ngoài đầu hẻm mình ra hẻm bán cho. Cái nồi nó là lớp trên là chỉ dầu mỡ thôi, và nó chưa có đậm đà ha. Để mổ ngoài luôn mà.
em muốn như vậy, giống ví dụ như vậy đi, tôi nói ví dụ nha, này cái muỗng này mình đã muốn đồ niêm lúc nãy mình phải dạo lại như đây, bây giờ là em muốn nhiều vậy em mới lấy cái muỗng này em muốn của em niêm rồi em niêm đi, em niêm cho chuẩn luôn nha các bạn, niêm luôn các bạn không có niêm muỗng này là em niêm luôn, da kem bữa nay là nấu cái nồi cũng tiêu đó, niêm thì phải niêm cho nhiều nó đậm đà mới được nha, uống hết cái muỗng nữa đó. Nhưng em đừng có ngại, em cứ đem cho đều nhiều chứ. Em cứ đem đi, bây giờ lạc, ví dụ như lạc cái gì mình thêm vô. Lạc thì thêm vô. Lạc gì em? Lạc muối. Lạc muối, mình cho muối, cho lạc đem vô. Em đem vô. Thì hôm nay cô giao cho em, coi như là cho em kiểm tra luôn. Chưa có tự tin rồi sao quá nhiều tập thể ăn không được. Cứ niêm đàng hoàng rồi sau cùng á, nếu mà em thấy cái màu sắc nó chưa có đẹp hơn thì mình có thể là mình cho thêm muỗng tương cà vô đó nha. Là đây cô sẽ cho khoảng một, em lật cái giá lên rồi khoảng muỗng tương cà rồi là nếu mình bán thì mình niêm nó vừa cái độ đậm đà lại đấy thôi, được đậm đà quá khi mà mình nấu trên bếp gì nó sẽ bị sắc xuống nữa ha, còn hoặc ra là người ta còn niêm thêm mắm tôm hao, nữa hao ra đó. Đúng rồi, trừ theo đó thì là người ta niêm vô mắm tôm thêm nữa, cần em cắt miếng chanh nữa.